Kể chị nghe đi, thôi chịu rồi, khỏi kể luôn chị ơi, khỏi kể. Rồi cái câu này mày không xong nữa thôi á. Tôi mà nhắn cái câu này là chắc là tới công chuyện với tôi luôn nè. Hôm về em thấy anh Jun đi chơi với bạn nữ nào á. Hello mọi người, lại là mình đây, Jun nè. Thì clip của ngày hôm nay mình vẫn tiếp tục là đi cho Jun này. Nhưng mà lần cho lần này á, là mình sẽ không dùng cái app chính của mình nha. Và mình sẽ đi lấy cái app phụ của mình để mình vô nhà Jun này rồi mình cho Jun này luôn. Thì mình sẽ nói trước cho mọi người biết sơ sơ một tí về cái màn tròn của mình nha. Mình sẽ cầm cái app phụ để mình vô nhà của Jun này, mình kêu là Jun này ơi, tặng cho tôi 16 thỏi vàng. Hoặc là Jun này ơi, tặng cho tôi là một cái gối mới nhất trong cửa hàng. Hoặc là Jun này ơi, tặng cho tôi chiếc Rolls Royce được không? Và xem phản ứng của bè ấy khi mày thấy những câu đó sẽ như thế nào nha. Thì cái màn tròn lần này nó đang bị một cái vấn đề, đó chính là gì mọi người biết không? Không biết là bạn có đang để cái chế độ công khai cho tất cả mọi người vào hay không, hay là bạn khó nhà đó, mình chỉ sợ điều đó thôi. Nhưng mà mọi người yên tâm, cái chuyện đó đã có mình lo rồi. Mình là ai? Mình là zombie mà mọi người, cái gì mà làm không được. Thì một khi mà mình đã cho là mình sẽ cho tới luôn nha. Nhưng mà trước khi mà chúng ta tới với màn chơi đặc biệt lần này là mình phải về kêu mọi người để làm gì? Để trẻ kèo mini game nha mọi người. Thì hôm qua là mình có tặng cho mọi người là trong cái quà thư này nè, nhiều món lắm cơ. Thì vẫn giống như thường lệ thôi, tên của mấy bạn là nó sẽ nằm trong cái vòng quay này. Bây giờ là mình sẽ chọn ra một bạn may mắn nhất để mình gửi quà. Quay này không biết hôm nay ai là người. Rồi xong, bạn này tên gì là mình chịu nha. Bước 1 hoàn thành, bước 2 là tên. Bước 3 là bạn ấy chọn là top 20 vàng. Mình không biết là bạn này kiếm có hay không nữa. Ừ có nha mọi người, level 9 nè, mãi fan Ngọc Thanh 2K3. Trời ơi tôi buồn em dễ sợ luôn á nha. Bữa sau là em phải fan của anh em ơi. Nhưng mà nói gì nói là bạn ấy trúng giải mà mọi người, nên là mình vẫn sẽ tặng cho bạn ấy là top 2 búi cung phu. Rồi chúc mừng em nhận giải nha, gửi nè. Ủa gì vậy trời, thiếu thỏi vàng. Từ từ em đợi anh tí nha, để anh vô cửa hàng em mua thỏi vàng đã. Đây, trời ơi, 45 thỏi vàng, 20 kim cương được 129.000. Mẹ ơi, cho con mấy chục nạp game cái mẹ ơi. Tôi mới xin mẹ tôi mấy chục mà bà chửi tôi quá trời luôn. Chửi là chửi gì thôi, chứ tôi là quản nạp nha mọi người. Đây, 45 thỏi vàng và 20 kim cương. Bây giờ là chắc chắn 100% mình sẽ được nha. Đây, chúc mừng em nhận giải, anh sẽ gửi cho em nè 20 thỏi vàng, ok. Và tiếp đến là mini game của ngày hôm nay thì vẫn sẽ như thế. Mình sẽ tặng cho mọi người là tất cả những cái món trong quầy thư này đang có, nhưng mà bắt buộc là phải dưới 20 thỏi vàng. Thì nói chung trong đây là chúng ta sẽ gồm là một món này, hai món, 3, 4, 5, 6 món nha mọi người. Thì những bạn nào mà muốn tham gia thì đầu tiên là phải bấm like, đăng ký kênh, nhấn cái chuông. Bước thứ hai là bình luận tên. Bước thứ ba là mấy bạn hãy chọn giúp mình là một trong những cái món quà trong quầy thư đó nha. Còn bây giờ thì sao? Còn bây giờ là chúng ta sẽ tới với clip chính của ngày hôm nay. Đi cho anh Uni thôi. Let's go. A few moments later. Đây mọi người, mình chào mấy bạn xem cái này nè. Hiện tại là trong Discord mọi người thấy Uni đang tắt cái mic đồng. Mình ở trên thì tắt mic dưới, tắt lâu của Uni luôn. Là bây giờ mình nói cái gì là Uni cũng không nghe đó. Bây giờ mình thử là bật mic lên mình hỏi Uni nha. 2, 3 này bật. Uni ơi. Ơi. Đó, bạn mới trả lời tôi đó mọi người. Uni đang làm gì vậy? Uni đang câu cá. Gì? Em đang câu cá trong nhà à? Đúng vậy. Thì bây giờ em câu cá nha. Anh bận làm cái này tí. Anh nhưng mà anh vẫn ở trong Discord này. Cái gì em câu nha, lát nữa anh vô sau. Ok. Ok. Hiện tại là mình đã dụ được Uni thành công rồi nha. Hồi nãy mình nghe Uni nói á là Uni đang câu cá ở trong nhà mọi người. Bây giờ là mình sẽ vô ạ phụ, mình đi vô nhà của Uni luôn. Mình vô mình xin 16 thỏi vàng. Rồi. Đấy không mọi người, mình mới đợi ạc nè. Thì mọi người thấy cái tơi không? Trời ơi, từ để cho mọi người thấy rõ nè. Fan Uni thơm đó. Thì mọi người biết tại sao mình đổi cái tên này không? Kiểu như là khi mà mình vô nhà của Uni á, cháu Uni để ý tới mình hơn á mọi người. Tại thấy cái chữ fan Uni kìa. Thì sau khi mình thành fan rồi thì mình nghĩ là mình sẽ xin thỏi vàng nó dễ hơn. Có khi là kêu Uni mua giùm chiếc Rolls Royce này bạn cũng mua luôn á chứ. Bây giờ là không để cho mấy bạn chờ lâu nữa. Bây giờ là mình sẽ vô bạn bè và mình sẽ tìm tên của Uni mình vô nhà luôn. Ủa, bây giờ là mình phải chạy qua phố Âu nữa. Trời ơi, cái ạc này chưa qua phố Âu mọi người. Đây, tôi mới nhảy qua phố Âu nè. Trời ơi, mọi người biết tại sao nhảy qua phố Âu không? Tại Uni này đang ở bển. Bắt buộc là mình phải qua phố Âu, mình vô nhà của Uni mình mới thấy Uni được lận. Trời, không biết là cái bè Uni này qua phố Âu làm gì vậy trời. Hình như là cái tôi ở bển nó sao á. Với lại mỗi khi mà kiếm cái tên của bè này này nó già lắm. Bè bi mà ghi bê bay thôi chịu vậy. Ủa sao thấy bè bi unicorn này? Ủa lộn mọi người ơi. Chữ y dài đang ở nhà này. Bè này bè béo dữ vậy trời. Thì hồi nãy là mình có nghe á là Uni kêu là Uni đang câu cá. Nhà Uni có hai khách kìa. Chắc là có một mình bẻ với tôi thôi á mọi người. Bây giờ đi kiếm Uni nha. Uni bẻ đâu mất rồi ta? Ý ở kia mình thấy có cái cầu kìa, không lẽ là bà ở ngồi đó bẻ câu cá bán? Từ từ đứng lại tí. Nhưng mà trước khi mà mình vô nhà của Uni mình chào, không lẽ vô giờ kêu là Uni ơi tặng cho tôi 16 thỏi vàng hả? Thì nó cũng hơi kỳ. Bây giờ là mình sẽ vô mình bắt chuyện với Uni trước nha. Thì vô mình chào rồi đó, mình hỏi thăm Uni đang làm gì thỉ. Thôi bẻ kìa, bẻ đứng câu cá kìa. Ây ha. Hello Uni. Ừ bẻ chào lại nha mọi người. Mình sẽ chat lên em fan chị. Đó, thấy chưa em fan chị gì ơi. Chị Uni ơi, chị Uni ký em.
Đó, bẻ wow rồi nha mọi người. Cảm ơn nữa kìa. Mình sẽ ghi tiếp nha. Chị đang làm gì vậy? Tuy là biết bẻ đang câu kéo nhưng mà mình vẫn hỏi. Lát sinh 16 vậy, chị đang câu kéo này. Câu được kế gì chưa chị? Không biết là mình hỏi liên tục kiểu đó là bẻ có bực bội không ta? Kiểu như là mình đang câu kéo mà có người sát bên hỏi á. Đôi lúc là hơi bị bực nha. Rồi gì á, gì á? Mới cầm cái này chi vậy? Em ăn không? Rồi nghĩ sao mới đưa cái này cho tôi ăn nè. À vậy là tính ra bài này bà cũng thân thiện. Em ăn đó. Rồi giờ tôi kêu em ăn rồi, giờ bài này thử cô thử là bà làm gì nha. Bị đặt đưa con kế vậy không cho. Ủa là sao trời? Mới kêu là em ăn không, rồi sau mình kêu ăn bà kêu không cho. Bây giờ là mình sẽ hỏi cái câu này liên quan tới mình. Anh Jun đâu chị? Đó, anh Jun đâu, anh Jun đâu chị? Ôi này ơi, bà đâu có biết mình là thằng này đâu mọi người. Anh thúi quế chị đuổi đi rồi. Chịu vậy. Thì ra là những lúc như này là bẻ nói xấu tôi. Ai vô hỏi anh vui đâu là bẻ kêu bị đuổi. Ra gầm cầu. Đúng là cái mặt thấy ghét thiệt chứ. Mình sẽ nhắn tiếp nha. Đúng. Đuổi luôn. Gầm cầu luôn. Ừ gầm cầu luôn. Chịu ơi. Vui thúi. Uni thơm. Gì vậy? Tôi muốn tắm. Vậy là cái bên này bẻ thúi đó mọi người. Này từ từ nha. Mình mới chắc là vui thúi Uni thơm mà ai ngờ bẻ thúi nha. Từ từ chuẩn bị là mình bẻ sạch sẽ rồi nè. Từ từ chuẩn bị nó hiện hết giờ á. Hai. Ủa sao lâu vậy? Đó, mình bẻ sạch sẽ rồi kìa. Trời ơi Uni thúi. Hồi nãy giờ là mình bắt chuyện với lại chị Uni cũng được mấy phút rồi. Hay là bây giờ mình vô tiến thẳng vô cái công việc chính luôn, mình đi xin thở hoàng. Mình có một cái câu hỏi này rất là hay nè. Ai đây đây. Em ở sát nhà anh Jun nè chị. Thì khi mà mình nói lên cái câu này mình biết chắc là Uni là sẽ kêu mình nói sẹo hay là nói dốc luôn. Ê bé kêu gì kìa? Thiệt không? Trời ơi bé kêu thiệt không kìa. Mình sẽ kêu là thiệt nha. Thiệt chị Uni ơi. Em ở gần nhà anh Jun mà. Sẹo thấy không? Sao mày tin được? Bây giờ là mình nói cách nào để cho Uni tin ta? Anh Jun tên Bảo ở Nha Trang đó. Nói câu này mà không tin nữa đi. Rồi mày tắt cái con câu luôn rồi. Rồi vô rồi á. Cái này ai cũng biết mày. Ủa à đúng rồi, thì mình có Facebook mà mọi người. Bây giờ là mình sẽ nói cái câu này mà chỉ có mình với Uni biết thôi nha mọi người. Đây, nhà anh Jun có ba anh chị em đó. Nhà mình thì có đúng thật là ba anh chị em nha. Hồi trước là mình có kể với Uni rồi. Tin em gần nhà anh Jun chưa? Trời ơi tin liền. Cái này chỉ có chị với anh Jun biết thôi đó, thấy không mọi người? Thì cái này là đúng nha, hồi giờ mình chưa nói với ai cả. Em có một bí mật của anh Jun, chị có muốn nghe không? Đó, em có bí mật của anh Jun. Rồi tôi nói câu này là Uni này giống như là tò mò lắm mọi người. Sao kìa. Bên này là bấy nhiều chuyện lắm. Lẹ nữa kìa. Bây giờ là mình sẽ đi vô trong nha. Đường nào bé cũng chạy theo cả. Mấy cái chuyện kiểu như là xấu tính của mình á là bè này bé tò mò lắm. Đó bé chạy vô theo kìa. Bây giờ là mình sẽ nhân cơ hội nha. Chị kết bạn với em đi rồi em kể cho. Mình chờ bé gửi lời mời cho mình luôn. Mình không bây giờ mình gửi trước. Đây là mình là fan của anh này nhưng mà mình không gửi nha. Hình như là điện thoại nó rung lên rồi kìa. Để mình vô kiểm tra thử có không. Ừ có nha mọi người. Baby Unicorn gửi lời các bạn luôn. Vậy là đúng ra là bè này bé rất là nhiều chuyện. Giờ chị muốn nghe chuyện xấu hay tốt của anh Jun? Muốn nghe chuyện nào trước, tốt hay xấu? Trời tặc xấu thì có hơi bị nhiều nha. Tốt về chuyện xấu à? Thì đi rồi cái câu này mày không xong nữa thôi á. Tôi mà nhắn cái câu này là chắc là tới công chuyện với tôi luôn nè. Hôm qua em thấy anh Jun đi chơi với bạn nữ nào á? Rồi xong. Rồi bảy chấm chấm á mọi người. Không lẽ giờ bảy tin thằng fan này hay là tin tôi? Nhưng mà tôi cũng là thằng fan này nha mọi người. Em thấy lúc nào vậy? Bây giờ lúc nào ta? Hôm qua là mình có ngủ đúng không? À vậy là mình thấy lúc khuya đi. Lúc 11 giờ é chạy. Định chia cắt tụi chạy hả? À vậy là cái bài này bé còn tí xíu tốt mọi người. Mình sẽ nhắn tiếp nha. Chị không tin thì thôi đó. Mình nói đừng nói đừng nào bé cũng tò mò tiếp bà. Chị không tin nha. Chị không tin thì thôi kệ chị nha. Hơi tin à. À hơi tin là vậy là muốn nghe mình kể tiếp mà mọi người. Em còn biết nhiều tật xấu của anh Jun lắm. Bây giờ là mình sẽ đi ra ngoài bờ lại dây luôn. Đừng nào bé cũng tin lê kể. Tại bé kết bạn với tôi rồi mọi người. Thề chuyện của ai bé không tò mò chứ là chuyện của tôi là bé tò mò lắm. Bé hỏi cho ra luôn à. Không biết là bé có tin lê không trời. Tự nhiên hồi nãy xung phong mình ra. Đó tới rồi kìa, tới kìa. Bây giờ là mình sẽ giả bộ mình làm lơ luôn nha. Đi luôn. Kể chị nghe đi. Thôi chịu ơi. Khỏi kể luôn chị ơi. Khỏi kể. À tự nhiên mình thấy cái con trùng hôi này, tự nhiên mình nghĩ ra một cái ý tưởng nha. Chị nhảy như con này đi rồi em kể. Giờ mình sẽ bắt con này nhảy như là cái con trùng hôi này nè. Rồi mình sẽ kể. Đây rồi. Mình bóp điện thoại rồi. Đúng là không thể tin bài này được. Cho dù là chuyện gì của mình là mình kêu cái gì là bạn cũng làm hết. Là sao rồi trời? Không lẽ giờ có bạn khác là kêu em còn vậy anh Jun mẹ cũng tin luôn hả trời? Rồi xong đổi cái mặt rồi kìa. Rồi sao nữa? Mẹ Uni này hết cứu không mọi người. Ôi chịu ơi. Giống chưa bé còn kêu là giống chưa nữa. Ok 10 điểm. Trời tôi chạy lên đây bé còn tê li vậy trời cái gì vậy. Ôi bé không lẽ bé theo tôi xuống luôn hả trời. Kể cho chị đi, nãy chị nhảy giống rồi mà. Ok chị muốn nghe đúng không? Bây giờ là em sẽ kể cho chị nghe luôn. Anh Jun hiện tại đang ở với ngội đúng không?
đó, đúng không, đúng không? Trời ơi, mất hồn liền. Vì vậy là nghi rồi nha. Gì vậy, gì vậy? Gì vậy? Rồi xong mày Uni điện tôi luôn á, trời, cái gì vậy? Alo. Alo. Gì vậy? Anh ơi, có bạn nào á mà biết rõ về anh lắm, nãy giờ em ngồi em nói chuyện với bạn đó nè. Bạn nào mà biết rõ về anh trời? Em không biết nữa, bạn này biết hết tất cả mọi thứ luôn. Biết cái gì nữa anh nghe thử coi. Bạn này biết tên của anh nè, biết nhà của anh, xong rồi biết anh ở với ai, biết anh là có bao nhiêu thành viên luôn. Ủa? Thành viên trong gia đình đó. Ghê gì ghê gì, để anh vô game nha. Đợi anh tí. Ừ, anh vô anh coi thử đi, ghê quá à. Đồ, cái bạn này không tin là bẻ điện luôn á. Giờ làm sao ta? Giờ lát nữa là sắp bị lộ à. Bây giờ từ từ nha. Nếu mày để cho Uni khỏi biết à, là bây giờ là mình sẽ bấm vô Uni nè. Uni nè, mình sẽ xấu các bạn luôn. Đây. Rồi mình sẽ đăng xuất cái ạc này ra luôn. Đăng xuất hết luôn. A few moments later. Đây ha mọi người, mình mới vô là ạc chính này. Bây giờ là mình sẽ qua mình hỏi Uni thử là cái bạn dễ dàng của mình hồi nãy là ai, tại sao biết rõ về mình nha. Từ từ, nhưng mà trước khi mày vô á, là mình phải về bên Discord mình bật mic của mình đã. Đây, hồi nãy giờ mọi người là mình nói cái gì là Uni vẫn không có nghe nha. Tại trong đây á, mình cho là một khi mà mình cho là mình sẽ không có bật mic gì hết á. Bây giờ mình sẽ bật lên nè. Ủa anh này ơi. Ơi. Anh nãy nghe em điện nói ai mà biết anh vậy, em còn đứng đó không, để em quen nha, đợi anh tí. Ok. Đâu, bạn nào đâu? Anh nãy nghe ghê mẹ, biết anh ở đâu mẹ. Ủa, nãy bạn đó ngồi trên này nè. Ngồi ở đâu? Ngồi ở trên cái ghế này nè, bạn đó tên là Phan Uni Thơm. Phan Uni Thơm, nhưng mà sao biết anh? Em không biết luôn, bạn nó biết hết, bạn nó mặc đồ cũng giống anh. Xong rồi bạn nó nói với em là hôm qua anh đi chơi với bạn nữ nào nữa. Làm gì có trời, làm gì có bạn nữ nào. Em đâu có biết đâu, hôm qua bạn nó nói là bạn nó nói đúng họ tên của anh với lại cái chỗ ở của anh luôn. Wow, chỗ ở luôn à. Nhưng mà cái quan trọng nhất là bạn đó biết được nhà anh có bao nhiêu anh chị em. Cái này chỉ có một mình em với anh biết không ạ. Ủa, vậy là bạn ấy nói cho em biết luôn. Đúng. Cái gì ghê trời. Nhưng mà anh có nói mấy cái đó cho ai biết không? Không, cái này là anh nói cho em biết thôi, nhưng mà em có kết bạn với bạn ấy không? Em có kết bạn, từ từ. Rồi, có kết bạn là được rồi. Giờ có kết bạn là mình chỉ cần mình telewe bạn đó mình hỏi là xong rồi, đúng không? Ủa? Bạn đó hủy kết bạn với em rồi. Ủa sao lại hủy? Em không biết, em không thấy bạn đó nữa. Mày cho tôi đúng không? Không có cho anh. Trời, nghĩ sao tôi đang bận mà mày vô mày cho tôi trời. Em nói thiệt mà, anh không tin em hả? Trời ơi, cái bè Uni là bè cho tôi rồi. Sao bè bữa nay bị đặt rồi cho tôi làm clip hay gì đúng không? Không có mẹ. Trời ơi, bữa nay bị đặt làm clip đâu ha. Hôm nay clip tiêu đề là gì hả Uni? Tiêu đề là anh không tin Uni. Sao không tin bè lâu lâu bị đặt bè bấm rồi nữa, bè là cái xạo. Trời ơi, bè đặt lấy mặt buồn nữa chứ. Bè xạo với Uni ơi. Em thấy bạn đó kỳ lạ quá, em muốn kêu anh vô để em cho anh coi mà anh không tin em. Không, hồi nãy em đang đứng câu cá xong rồi bạn đó vô bạn đó chào em mà bạn đó nói chuyện thôi. Hồi nãy là em mới nằm xuống gì không, đúng không? Rồi xong rồi em bật dậy, hello mọi người, lại là mình đây Uni nè, đúng không? Khúc đầu là em làm vậy đúng không? Đâu có đâu. Bạn quay clip bạn làm cái sẹo tôi. Nghĩ sao vô cho tôi trời, tôi biết hết rồi. Không có mà. Rồi bèo này, bữa nay ghê thiệt. Bữa nay bị đặt là quay clip làm youtuber luôn, hết cứu rồi. Không tin em. Rồi nghĩ sao đang bạn mày điện qua Messenger luôn hỏi anh Jun ơi, có người dễ dàng giống anh nè. Nhưng mà cái chuyện đó đâu ai biết ngồi tôi đâu. Rồi làm gì đứng đó khóc. Em không tin em. Làm gì không tin, có tin mà trời, có tin là mới vô nè trời. Cho anh vô anh nói em làm clip cho anh. Nhưng mà hồi nãy là em kêu là em có kết bạn với bạn đó đúng không? Đúng. Rồi bạn ấy đâu? Em không biết, hồi nãy trong nhà bạn nó có kết bạn với em. Xong rồi em tele bạn đó ra đây nè. Rồi lại đây chỉ cho coi nè. Đâu chỉ cái gì? Hồi nãy bạn nó nói là em bắt chước nhảy giống con trồn đi. Là bạn nó sẽ... Ủa sao em nhìn giống con trồn thôi vậy? Đó, bạn nó sẽ nói bí mật của anh cho em nghe. Thì em nhảy giống con trồn luôn nè, thấy không? Ủa sao sao bạn này bạn khờ dữ ta? Anh nói gì mà cũng nghe theo quá vậy? Thì người ta nói là biết bí mật của anh nên em muốn nghe thôi. Vậy là mày nhiều chuyện. Không có nhiều chuyện, tại em quan tâm anh. À, nhưng mà cái vấn đề hồi nãy á là em kêu anh vô là có cái bạn đó, anh vừa vô mà bạn ấy lại mất, là sao ta? Có khi nào là bạn đó biết anh vô nên bạn đó trốn không? Không, chắc là em bị ảo giác rồi Uni. Em về nhà em ngủ một giấc đi. Không. Không, tin anh đi, em bị ảo giác rồi. Không. Không, anh nói thiệt rồi, em chơi game nhiều quá em bị ảo giác rồi. Đi ngủ đi. Hả ta? Ờ, bây giờ kia với mày đừng có câu ké nữa nha. Bớt câu ké lại. Rồi đi về ngủ với nhau anh này. Anh bận anh làm việc tí đây, bye bye. Anh lẽ bị áo giác thiệt trời. Tôi tắt mic nha mọi người. Ok không mọi người? Thì clip của ngày hôm nay
Ha ha, đi mình để cho được bữa này thành công rồi nha. Giờ thì phải làm gì? Giờ là phải về nhà, phải nằm, phải suy nghĩ á. Là hôm nay là có cái vụ gì vậy trời? Đó, thì bye bye mọi người nha, hẹn mọi người ở clip tiếp theo. Thì nhớ là tham gia mini game ấy nha mọi người. Trời ơi, cái đầu ổng ấy mọi người ơi, cứu tôi, bye bye.